Kính thưa quý vị, Tắc Lô Bần thiết lập thành phố lều cho những người không còn nhà cửa, tên từ Tắc Lô Bần. Hàng chục căn lều đã được dựng lên bên ngoài một trung tâm hội nghị ở thành phố Tắc Lô Bần vào ngày hôm nay. Những người dân bị cơn bão Haiyan làm mất nhà cửa đã trú ẩn trong những căn lều màu xanh đã được chính quyền địa phương dựng lên. Các nhà chức trách ước tính hơn 3.900 người đã bị thiệt mạng khi cơn bão Haiyan đổ bộ vào miền trung Phi Luật Tân, làm nước biển dâng lên bờ. Nhà chức trách Phi Luật Tân, quân đội Hoa Kỳ và các cơ quan quốc tế đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo tăng cao, với số lượng người phải sơ tán do thảm họa được ước tính lên đến khoảng 4 triệu người. Một người trú ẩn trong thành phố lều cho biết tình hình của họ không mấy lạc quan vì mùi hôi, trời rất nóng trong ngày và rất lạnh vào ban đêm. Một người đàn ông đã khóc và nói rằng ông phó thác số phận của mình và của gia đình cho chính phủ vì họ đã mất hết tất cả. Chính phủ đã quyết định thiết lập các thành phố lều trong những vùng bị thiệt hại nặng nề như một biện pháp tạm thời cho đến khi những nơi trú ẩn vĩnh viễn được xây dựng mà các quan chức cho biết có thể mất vài tháng. Hôm nay, Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ mối lo lắng là các nhóm cứu trợ vẫn chưa đến được một số đảo của Phi Luật Tân 10 ngày sau khi thảm họa xảy ra. Tổng thống Benigno Aquino đã hoan nghênh sự hỗ trợ và viện trợ của quốc tế đã đổ vào Phi Luật Tân. Bão Haiyan đã đánh vào miền trung Phi Luật Tân với sức gió 314 cây số một giờ, gây ra những cơn sóng giống như sóng thần bao phủ gần như toàn bộ Tắc Lô Bần thuộc tỉnh Leyte và thị trấn Guan ở Đông Samar. Gần 95% các trường hợp tử vong là ở Leyte và Đông Samar.